Số 1 Nguyễn Sĩ Thanh, số 4 Trần Đình Tuyển, số 9 Nguyễn Văn Thành Đạt, số 7 Phan Thái Nhật Anh, số 12 Bùi Xuân Phi, số 16 Nguyễn Anh Khoa, số 11 Hồ Quốc Khánh, số 10 Đinh Văn Thăng, số 5 Trịnh Đình Dũng, số 14 Nguyễn Anh Đạt, số 6 Trịnh Bảo An, số 8 Nguyễn Bá Huy, số 15 Trần Đại Quang và số 3 Nguyễn Thành Dung. Đây là tất cả thành viên của đội bóng Thanh Chương, đội Nhi đồng Thanh Chương. Các thủ thi đấu chính của đội Thanh Chương gồm số 1 Nguyễn Sĩ Thành, số 4 Trần Đình Tuyển, số 7 Phan Thái Nhật Anh, số 10 Đinh Văn Thăng và số 8 Nguyễn Bá Huy. Trong khi đó, đội hình ra sân chính thức trong trận đấu này, trong hiệp 1 của trận đấu này của các cầu thủ Nhi đồng Đô Lương gồm có cầu thủ số 10 mang áo số 10 Lê Văn Lương. Trận đấu đã chính thức bắt đầu. Số 18 Trần Văn Hoàng, số 7 Hoàng Văn Nam, số 4 Nguyễn Sĩ Nam và số 2 Hà Anh Đạt. Nguy hiểm. Như vậy là trọng tài đã có vẻ như bóng đá chạm tay của một cầu thủ bên phía Đô Lương. Không, một pha bóng khá đơn giản. Hai đội Nhi đồng Thanh Chương và Nhi đồng Đô Lương có thể xem là những người hàng xóm. Xét trên vị trí địa lý của hai địa phương này, đội Nhi đồng Đô Lương tiếp tục được hưởng quả đá phạt góc từ phía bên phía tay bên phía cánh phải. Không được. Không, cú sút quá nhẹ của cầu thủ mang áo số 7 bên phía đội Đô Lương. Đó là Hoàng Văn Nam. Ngay lập tức đội Nhi đồng Thanh Chương có pha đáp trả nhưng bóng đi không chính xác. Trọng tài xác định lỗi thuộc về các cầu thủ Nhi đồng Thanh Chương. Cú sút thẳng.
rất nguy hiểm, pha bắt bóng lập bập của thủ môn số 1 bên phía đội Nhi Đồng Thanh Chương. Đó là Nguyễn Sĩ Thành, thủ môn của Nhi Đồng Thanh Chương chính là Nguyễn Sĩ Thành. Trong 24 mùa giải đã qua của giải bóng đá thiếu niên Nhi Đồng Cúp Báo Nghệ An thì Đô Lương luôn cho thấy họ là một thế lực của bất cứ đội bóng nào. Không được. Đội bóng đá thiếu niên của huyện Đô Lương có thể xem là đội giàu thành tích nhất trong hơn 20 năm tham dự giải bóng đá thiếu niên Nhi Đồng Cúp Báo Nghệ An, với nhiều lần giữ chức vô địch qua các mùa giải 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2013. Mùa giải lần thứ 20 vào năm 2016, đội thiếu niên Đô Lương đạt giải 3, nhiều cầu thủ của họ được tuyển chọn vào đội trẻ Sông Lam Nghệ An. Còn đối với đội Nhi Đồng Đô Lương thì các cầu thủ nhí Đô Lương đã lên ngôi vô địch vào năm 2016 và Á quân mùa giải năm 2018. Cú sút rất mạnh. Như vậy là trọng tài đã thổi phạt pha bóng cao chân của các cầu thủ bên phía đội Nhi Đồng Đô Lương. Hai đội đang thi đấu với rất tích cực. Không được. Đường truyền vừa rồi đã bị các cầu thủ Thanh Chương bắt bài. Không được. Một pha bóng rất là cầu thả của hậu vệ bên phía đội Đô Lương, nhưng rất may là đồng đội đã kịp thời về bọc lót trong pha bóng vừa rồi. Không vào. Pha trả lời của các cầu thủ Nhi Đồng Thanh Chương. Đã chạm tay thủ môn bên phía đội Đô Lương, đi hết đường biên ngang. Đội Nhi Đồng Thanh Chương được hưởng quả đá phạt góc. Lê Văn Hoàng là người đang chấn giữ khung thành phía bên đội Nhi Đồng Đô Lương. Được phát dài lên. Không, như vậy là trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên ngang. Vào chiều nay lúc 14 giờ sẽ diễn ra cuộc đối đầu giữa Nhi Đồng Quỳnh Lưu và Nhi Đồng Thị xã Cửa Lò. Đây cũng là một trận đấu rất hấp dẫn, dự kiến là một trận đấu rất là hấp dẫn, bởi vì đây Quỳnh Lưu và Thị xã Cửa Lò đều là hai cái nơi đào tạo bóng đá trẻ của Nghệ An. Tiếp đó vào lúc 15 giờ sẽ là sự gặp gỡ của hai đội Nhi Đồng Nghĩa Đàn và Nhi Đồng Thị xã Hoàng Mai. 16 giờ là Nhi Đồng Anh Sơn và Nhi Đồng Thành phố Vinh, và vào lúc 17 giờ là cuộc gặp gỡ rất được kỳ vọng, hấp dẫn. Không được. Giữa Nhi Đồng Yên Thành và Nhi Đồng Quỳ Châu.
thủ mang áo số, cầu thủ mang áo số 2 Hà Anh Đạt là người đã khai thông thế bế tắc cho đội bóng Đô Lương. Từ nhiều năm nay Đô Lương luôn được biết đến là nơi đào tạo nhiều, phát hiện và đào tạo nhiều cầu thủ rất nổi tiếng cho bóng đá xứ Nghệ cũng như bóng đá cả nước. Các cấp độ đội tuyển thì đều có sự đóng góp của các cầu thủ đến từ Đô Lương. Vào không được. Một pha xoay người sút ngay bằng chân phải nhưng rất tiếc bóng đã đi chệch cầu môn. Chúng ta biết đến cầu thủ. Như vậy là trọng tài đã xác định số 3 bên phía Đô Lương đã cao chân. Chúng ta biết đến danh thủ Nguyễn Công Phượng đến từ xã Mỹ Sơn, hay gần đây nhất là Phan Tuấn Tài trong thành phần đội U23 Việt Nam đang thi đấu tại. Như vậy rất may cho đội Đô Lương không bị thủng bàn sau pha đánh đầu vừa rồi. Phản công cho Đô Lương, phản đánh đá không được. Người vừa có đường phản công sắc lẹm đó chính là Hoàng Văn Nam số 7. Không được. Trọng tài không cho rằng đó là pha phạm lỗi của các cầu thủ Đô Lương. Rất tốt. Trận đấu đang diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Số 2 Hà Anh Đạt lại là người nâng tỷ số lên 2-0 cho đội Nhi Đồng Đô Lương. Từ đá quả đá biên thì bóng đã chạm tay thủ môn và đi vào lưới. Nếu như thủ môn không chạm tay thì bàn thắng đó không được công nhận. Nhưng bóng đã chạm vào tay thủ môn và bàn thắng được công nhận. Vâng, như vậy là không phải là Hà Anh Đạt mà chính là Hoàng Văn Nam áo số 7. Vào không, không được, rất tiếc được quý vị. Một phút sau khi bị dẫn 2-0 thì các cầu thủ Nhi Đồng Thanh Chương đã vùng lên và người đã kết thúc đường bóng. Vâng, phút thứ 14 cầu thủ mang áo số 10 chính là cầu thủ Đinh La Thăng mang áo số 10 đã ghi bàn rút ngắn khoảng cách cho đội Nhi Đồng Thanh Chương. Trận đấu đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Hai đội ăn miếng trả miếng với nhiều pha kỹ thuật được thực hiện. Vào không? Không vào.
không được, rất nguy hiểm. Nếu như các danh thủ nam thì có Đô Lương, có Nguyễn Công Phượng và Phan Tuấn Tài, thì phía bên các cầu thủ nữ chúng ta còn biết đến Thái Thị Thảo trong thành phần đội tuyển quốc và bóng đá nữ quốc gia. Còn phía bên kia, bạn Thị Sự của Thanh Chương cũng là một tuyển thủ của đội tuyển nữ quốc gia. Cả bạn Thị Sự và Thái Thị Thảo đã là những thành phần, những cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của các trong đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam nữ, đội tuyển nữ. Sau khi lọt vào vòng chung kết giải bóng đá cúp bóng đá thế giới, bóng đá nữ thế giới, thì mới đây thì Vạn Thị Sự cùng Thái Thị Thảo đã giành chức vô địch SEA Games. Tất nhiên trong giải đấu đó thì Thái Thị Thảo bị chấn thương, tuy nhiên rất nguy hiểm. Trong giải đấu trong giải SEA Games vừa rồi thì Thái Thị Thảo không thể ra sân, tuy nhiên những thành quả mà chị mang đến cho bóng đá nữ Việt Nam là không thể phủ nhận. Chính vì vậy chúng tôi cho rằng cái con đường đi đến trận đấu cuối cùng giành huy chương vàng môn bóng đá ở SEA Games 31 vừa rồi thì Thái Thị Thảo cũng là người có nhiều công sức cho đội tuyển, không được. Hai đội đang tạm nghỉ giữa trận để hội ý. Sau một pha bóng lúng túng của thủ môn và hàng hậu vệ của đội Nhi đồng Đô Lương thì cầu thủ Nhi đồng Thanh Chương đã chớp thời cơ và ghi bàn quân bình tỷ số. Có vẻ như người ghi bàn, vâng, vẫn là số 10 Đinh La Thăng, người đã lập vào phút thứ 17 của trận đấu, thì số 10 Đinh La Thăng đã lập cú đúp để quân bình tỷ số cho đội Nhi đồng Thanh Chương. Rất bất ngờ, sau khi bị dẫn 2-0 thì chính Đinh La Thăng là người ghi cả hai bàn thắng để quân bình tỷ số đến lúc này. Có vẻ như những phút vừa qua đội Nhi đồng Đô Lương không thực sự tập trung trong các đường bóng, đặc biệt là đối với việc bảo vệ khung thành của đội mình. Không được.
Vâng, như vậy là bóng đã đi hết đường biên. Đội Thanh Chương sẽ thực hiện quả đá biên lên. Trận đấu đang diễn ra vô cùng hấp dẫn với tốc độ cao. Trọng tài xác định quyền đá biên thuộc về đội Nhi Đồng, quyền đá biên thuộc về đội Nhi Đồng Thanh Chương. Tại các trận đấu của các cầu thủ nhí, các đội bóng Nhi Đồng thì luôn mang đến sự hào hứng cũng như rất thú vị, như tính cách của các em rất hồn nhiên, rất trong sáng và cũng rất là thú vị. Lúc này thì có vẻ như các cầu thủ Nhi Đồng Đô Lương đang gặp vấn đề về tâm lý. Họ thi đấu khá lúng túng khác với những phút đầu trận. Không được. Như vậy là đội Nhi Đồng Đô Lương được hưởng một quả đá phạt góc từ bên phía cánh phải. Đúng lúc này trọng tài chính đã nổi hồi còi kết thúc 20 phút đầu tiên của hiệp đấu thứ nhất trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Nhi Đồng đến từ huyện Đô Lương và huyện Thanh Chương. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số chia đều với tỷ số hai đều. Quý vị tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại trận đấu này vào hiệp 2.